chung cư Viễn Đông quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Chung cư này thì hiện tại có hơn 300 hộ dân đang sinh sống tại đây, được xây dựng từ trước năm 1975. Như quý vị đang thấy thì trong buổi sáng nay, lực lượng liên ngành đang tiến hành kiểm tra về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu vực này theo chỉ thị 23. Qua quá trình kiểm tra thực tế thì đã phát hiện nhiều khâu chưa đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa cháy. Lối thoát hiểm, vách ngăn, các trang thiết bị phòng cháy vẫn chưa được đảm bảo tại chung cư này. Trước đó, đội phòng cháy chữa cháy quận 5 cũng nhiều lần tiến hành kiểm tra, lập biên bản buộc khắc phục sự cố. Tuy nhiên, do vướng về nguồn kinh phí, đến nay chung cư vẫn chưa khắc phục được theo hướng dẫn. Chỉ riêng tại quận 5 có 115 cơ sở thuộc diện điều chỉnh theo nghị quyết 23, trong đó 56 cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 5 cơ sở với số tiền gần 5 triệu đồng. Theo Ủy ban Nhân dân quận 5, do đặc thù các cơ sở trên địa bàn được xây dựng từ trước năm 1975 nên công tác triển khai khắc phục gặp nhiều khó khăn, đoàn kiểm tra đã ghi nhận những tồn tại vướng mắc trên địa bàn, từ đó báo cáo về Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tìm giải pháp tháo gỡ. Từ nay đến ngày 4 tháng 3 tới đây, các kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, quá chất nguy hiểm, cháy, nổ ở khu dân cư, khu đông người, nơi có hoạt động sản xuất kinh doanh, các công trình công cộng, trụ sở làm việc, công trình độc lập theo các danh mục do chính phủ quy định trên địa bàn thành phố được kiểm tra toàn diện nhằm xây dựng tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại. Sau ngày 1 tháng 10 năm 2021, các cơ sở không đảm bảo phòng cháy sẽ bị tạm đình chỉ hoạt động hoặc buộc dừng hoạt động theo quy định.